chạm vào tròn cái góc góc cạnh. Một đường đã thành một đường cong mềm mại. Đấy, bo này cái nhìn nó mềm mại hẳn nhỉ. Nó không cảm giác. Đang góc vuông là thành góc tròn. Đẹp luôn. Đẹp luôn. Ừ. Cái đế có phải lật lên không anh? Đó. À cái góc này. Góc này thôi. Trước rồi rồi. Là cái góc tròn này cảm giác là nó đỡ dày cộp và nó mềm mại hơn. Ai đâu rung như thế đúng không? Mấy rung vừa rung qua đấy. Dùng giấy giáp để chít các cái góc cạnh khe. Ông ơi. Nặt đây. Coi nó vừa nó không nhỉ?